Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì như các bạn biết, lúc trước mình có giới thiệu cho các bạn cái app AVV các bạn. Cái app này ha. Thì các bạn phải để ý nè. Nó hay có những cái sự kiện các bạn mà các bạn phải tham gia để chứng minh mình không phải là bot đó các bạn, tức là không phải là người máy á, thì mới được tiến tới KYC các bạn nha. Rất là quan trọng cho nên các bạn để ý nè. Bây giờ mình sẽ vô cái app AVV này. Rồi, mỗi ngày các bạn nhớ là các bạn thấy đây cái chữ nhận màu xanh là các bạn bấm vô cho mình nha, để nó nhận cái coi AVV các bạn nha. Ở đây thì mình được nhận là 55.301.5011 VV rồi, tức là VV coi đó các bạn. Và cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận tiên các bạn nha. Nếu như các bạn chưa đăng ký thì lập tức đăng ký được các bạn. App này cũng đào trong vòng khoảng 1 tháng, ấy 1 năm hay sao các bạn. Cũng ít ha. Đây là team của mình đây. Rất là nhiều người cũng đã đào nè. Nè xanh xanh nè các bạn. Còn những người đó là tạm ngưng nữa. Là không chịu bật á. Không chịu bật đào ha. Đây nè. Đây những người chuyên đào nè. Đang tiến hành là đang đào các bạn. Rồi. Thì nó cũng giống trên cái app Core đó các bạn. Tức là Core các bạn cũng đi trao đổi băm ha. Cái này cũng đi trao đổi ha. Mình cũng một vài cái mình chưa có đi trao đổi. Lý do là hơi lười biếng ha. Rồi bây giờ mình không tính cái này. Mà vấn đề là các bạn đi vào cái chữ tôi nè. Sau đó các bạn xem cái mục sự kiện nè các bạn. Các bạn bấm vô cái mục sự kiện nha. Thì các bạn sẽ thấy nè. Nó sẽ gửi những cái thông tin này các bạn để ý nè. Đây là những cái sự kiện của nó mà các bạn phải tham gia. Ví dụ như cái sự kiện cuối cùng mình bấm vô nha. Mình bấm vô nè, nó mới gửi lúc mà 1 giờ chiều các bạn. Bấm vô chữ X. Có nghĩa là nó đăng lên Twitter các bạn xem nè. Rồi bấm dịch bài đăng nha. Chú ý, hãy sẵn sàng cho sự kiện đút tiền miễn phí thú vị của AVV Profile. Nhưng hãy nhanh lên, ưu đãi đút tiền miễn phí này chỉ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 lúc 13 giờ chiều giờ UTC đến ngày 3 tháng 9. 13 giờ UTC, chuỗi đút tiền là Arbitrum One, giá là min miễn phí, tức là giá tiền đút là miễn phí các bạn. Trang web đó là đây các bạn nè. Đó, thì có nghĩa là các bạn phải thực hiện cái này ha. Để làm chi nè, các bạn xem tiếp tục nè, một thông tin nữa nè. Các bạn phải xem thông tin ở trên á. Rồi các bạn xem thông tin là được gửi cách đây vài giờ nha. Ta bấm vào đây. Rồi các bạn bấm chữ X nha, nó đăng lên chuỗi trên Twitter các bạn. Rồi các bạn bấm dịch nè. Hồ sơ AVV không chỉ là hồ sơ web 3.0. Nó là bằng chứng cho thấy bạn tham gia vào hệ sinh thái AVV thịnh vượng. Kiếm AVV điểm với mỗi lần đút tiền để tăng độ tin cậy của bạn, chứng minh bạn không phải là bot và tiến gần hơn đến việc đáp ứng các yêu cầu KYC. Ngày 31 tháng 8 UTC 13 giờ chuỗi đút tiền Arbitrum One. Được chưa? Có nghĩa là nếu như các bạn không có tham gia bất kỳ sự kiện nào của AVV thì rất khó tiến tới KYC. Bởi vì tham dự sự kiện chính là chứng tỏ bạn là người thật để tiến tới gần điều kiện KYC các bạn nha. Nên là bắt buộc chúng ta cũng phải tham gia thôi, không cách nào khác đâu. Rồi, bây giờ á chúng ta sẽ quay lại ha. Chúng ta sẽ quay lại cái trang này và chúng ta lít vào cái đường link này các bạn. Lít vào đây. Đó thì các bạn sẽ thấy là còn có 1 ngày 4 giờ 24 phút 24 giây nữa là bắt đầu sự kiện ha. Thì các bạn phải thực hiện cái việc đăng nhập vào các bạn, tức là bấm sign in vào. Rồi sau đó các bạn sử dụng cái email các bạn đăng ký AVV, các bạn điền vào đây ha. Ví dụ như mình ở đây mình là Lý Việt nè. Đó, được chưa? Rồi đó, sau đó mình bấm send OTP để nó gửi cái mã về cái email các bạn, và chúng ta điền vào đó, chúng ta bấm vào submit các bạn. Rồi bây giờ chúng ta phải đi vào cái email các bạn, chúng ta kiểm tra nha. Email xem là nó có gửi chưa. Bây giờ mình sẽ chọn là cái email kia nha. Rồi các bạn sẽ thấy một cái email nè. Đó, đây là về 949758 ha. Chúng ta điền vào các bạn. 949 758. Rồi ở trên là các bạn điền lại email ha. Rồi sau đó các bạn rồi bấm submit các bạn. Rồi thì tiếp theo các bạn nó lại kêu chúng ta là kết nối ví các bạn ha. Kết nối ví các bạn, nếu mà các bạn lên Twitter của nó, các bạn xem nhiều á thì các bạn thấy là để đốt tiền miễn phí này á, tuy nhiên các bạn phải tốn 0,2 đến 0,5 đô USDT các bạn, nhưng ở dạng là ETH trên mạng Arbitrum One các bạn nha. Có nghĩa là các bạn phải sử dụng tới cái ví MetaMask và chuyển sang mạng Arbitrum ha. Đó, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sẵn các bạn, được chưa? Nếu như các bạn đọc nhiều ở trên Twitter các bạn sẽ thấy các bạn nha. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình sẽ đi vào cái ví trade MetaMask các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái ví MetaMask nha. MetaMask mình phải chuyển trước rồi mới ấy được các bạn. Rồi bây giờ các bạn đi vào ví MetaMask đi, mình chỉ các bạn nè. Rồi mở cái ví MetaMask lên. Ví MetaMask các bạn nên chọn một cái ví hoàn toàn mới các bạn, đừng có chứa bất kỳ một cái tài sản nào, được chưa? Hoàn toàn mới nha. Rồi các bạn truy cập vào. Các bạn đợi chút xíu nha, mình sẽ chuyển sang cái mạng Arbitrum cho các bạn xem. Các bạn đợi chút xíu. Rồi đến đây các bạn kích vô đây, các bạn sẽ chọn là thêm mạng cuối cùng nha. Còn bạn nào chưa biết cách thêm ví MetaMask thì các bạn coi cách cài đặt nha. Rồi các bạn thấy này, mạng Arbitrum One nè, các bạn bấm thêm cho mình, bấm thêm. Rồi các bạn bấm phê duyệt. Rồi bấm chuyển sang mạng luôn. Rồi như vậy là ở đây nó, rồi bấm đã hiểu ha, bạn muốn đọc thì đọc. Rồi các bạn thấy mạng Arbitrum và ở đây sẽ có là ETH, các bạn nạp vô là 0,2 USDT hoặc 0,5 USDT, nhưng ở dạng ETH ha. Mình đã phát hiện ra cái sàn SuperX các bạn có thể chuyển cái ETH ha, ở dạng mạng Arbitrum sang cái ví MetaMask các bạn ha, sàn SuperX đây. Thì các bạn nào chưa đăng ký sàn SuperX á, thì các bạn đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, mình để cho các bạn được link cũng như là video hướng dẫn các bạn đăng ký các bạn nha. Cái này đăng ký thì không cần KYC các bạn. Rồi khi các bạn đăng ký vào, các bạn được tặng ET của nó nữa ha. Đây thì các bạn xem nè, và cái này nó đang bị khóa các bạn nha. Để các bạn xem nè, đây cái ET là sàn coi sàn của nó các bạn. Một cái coi sàn như vậy giá của nó là 4 đô các bạn, nhấn bích đâu ha. Và mình đang bị khóa 1976 con ET này các bạn, cho nên là các bạn có thể đăng ký sàn này. Thì mình đã nạp vô cái số ETH là khoảng 3,86 đô các bạn nha. Thì sàn này á, các bạn phí gửi đi tầm khoảng 15.000 tiền Việt các bạn, và cái số lượng gửi đi cũng phải là tầm 30.000, tức là tầm khoảng 0,007 ETH các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã nạp vô đây dư được các bạn ha, và mình sẽ thực hiện cái lệnh gọi là chuyển đi. Thì phải tốn tiền thôi các bạn, biết làm sao được ha. Rồi bấm gửi các bạn, bấm gửi nha. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây nó có mạng nè, ERC 20 nè, Arbitrum nè, rồi cái mạng này. Tuy nhiên là các bạn chọn Arbitrum nè, được chưa? Đó là chúng ta sẽ gửi cái ETH đi các bạn nhé. À xin lỗi, rút các bạn, xin lỗi, bấm rút chứ không phải bấm gửi nha. Gửi là nhận vào, rút các bạn. Gửi đó nghĩa là chúng ta gửi vào sàn, bấm rút các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn ETH. Rồi các bạn sẽ thấy nè, ở đây các bạn phải chọn mạng là Arbitrum ở giữa ha. Arbitrum ở giữa nè, các bạn bấm xác nhận. Thì các bạn Arbitrum này á, khi các bạn gửi đi á, các bạn sẽ thấy cái phí của nó nè. Cái phí của nó là 0,0035 đô các bạn. Và các bạn phải gửi tối thiểu là 0,0007 ETH nha. Các bạn gửi ít hơn là mất. Được chưa? Đây là phí cho các bạn đây nè. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái phí. Chúng ta xem nha, mình sẽ nhân cho các bạn xem nè. Đây, 1 ETH bây giờ là 1.715 đô, nhân cho 0,00035. Bằng 0,6 đô các bạn, nhân cho 23.000 đồng tầm đó. Tốn 13.805 đồng các bạn, kinh khủng chưa? Và các bạn phải gửi đi là 26.000, tức là ít nhất 1 đô nha. Ít nhất 1 đô thì mới được nha các bạn nhé. Phải chịu cái này, các bạn phải tập chuyển tới chuyển lui, chịu mất tiền tí xíu vài đô, nhưng mà các bạn sẽ rành nha. Đó. Thì bây giờ mình có đây là 0,0022 rồi. Cũng khá là dư nha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh chuyển. Bây giờ mình sẽ mở cái ví MetaMask lại các bạn. Đó, bây giờ các bạn chờ chút xíu nha. Thì cái này không ép buộc các bạn làm nha. Các bạn làm thì các bạn rành thôi, chứ chắc chắn là nhận cái AVV này cũng có chưa có biết là tương lai như thế nào. Ha. Rồi chọn đây là mạng Arbitrum ha. Rồi các bạn chọn bấm nhận cho mình. Đây đây nè, bấm vô đây. Bấm trực tiếp vô đó thì các bạn bấm nhận cho nó chắc ăn các bạn. Các bạn kéo lên. Rồi các bạn bấm nhận cho mình đi. Bấm nhận ha. Rồi sau đó các bạn bấm sao chép. Nha. Rồi các bạn bấm sao chép cái ví ETH ở bên mạng Arbitrum rồi. Các bạn qua đây, các bạn đè vô đây, các bạn dán vô. Đó. Được chưa? Nó phải chính xác các bạn nha. Rồi sau đó các bạn thấy ở đây nè, tối thiểu nè. Thì các bạn phải gõ vô. Hoặc là các bạn chọn tối đa cũng được. Đó, thì khi mà chọn tối đa thì các bạn sẽ thấy ở đây là được nhận vô đây. Được chưa? Được nhận nhiêu đó thì cũng hơi phí các bạn. Mình phải trừ bớt đi. Mình phải trừ bớt đi các bạn. Tại vì mình chỉ nhận nhiêu đó thôi, nhất thiết gì đâu mà phải ấy nhiều các bạn. Số 2 thôi. 0,00165 ha. 15 thôi. Xem mà để được chưa. Nhận số tiền là 01 thôi các bạn. Rồi không đủ rồi nè. 12. Nói chung là các bạn gửi tối đa cũng được. Nói chung là mình thấy mình chỉ dùng số phí thôi, không có làm gì hết, cho nên là đó. Được nhận là 0,0085. Kệ đó, lỡ mất thôi, bỏ. Đó, rút số tiền tối thiểu là 0,07 ETH. Mình đây là mình 0,0085 là ok rồi. Rồi, thôi kệ đi. Bấm rút các bạn. Bấm rút nha. Rồi. Thì nó ra địa chỉ mạng Arbitrum thì điện tử ETH rồi, như đây. Phí là không vết này rồi, nhận 0,0 tổng cộng là 0,012 và nhận là 0,0085 đây nè, cái chuyển ra ngoài nè. Tức là nó trừ phí rồi đó, các bạn nhận như đó là ok rồi. Bấm xác nhận nha. Rồi, các bạn sẽ chọn là mã xác minh số điện thoại ha, bấm gửi và xác minh email các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm xác minh là gửi. Rồi nó xác minh email ha. Rồi nói chung là các bạn hai bước này các bạn làm nha, tại vì nó có một phút thôi. Mà bấm gửi luôn nè, cho nó gọi luôn. Chờ các bạn nha. Đó, nó gọi tới các bạn. Đó, như vậy là các bạn sẽ sử dụng hai cái cách này ha. Cách xác minh đó các bạn sẽ gửi và các bạn sẽ xem lịch sử nha. Thì nó đang, hệ thống đang xử lý và rút tiền đã hoàn tất ha. Thì chờ hai cái bước này nó xanh lên là ok. Xem lịch sử. Đó. Chờ nó xác nhận các bạn nha. Rồi nói thêm một chút về cái sàn này các bạn. Các bạn, cái sàn này mình cũng giao dịch khá nhiều luôn các bạn ha. BNB rất là khá nhiều luôn á. Nên là các bạn hãy đăng ký các bạn nha. Cách đăng ký trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên đó. Mình sẽ để cho các bạn đăng ký cái sàn này luôn nha. Rồi sau khi chờ khoảng là 30 giây đến 1 phút các bạn, thì các bạn sẽ thấy là hoàn thành ha. Hoàn thành rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào xem là trên cái ví MetaMask là chúng ta đã nhận được chưa. Đây cái ví MetaMask chúng ta mở lên xem đã nhận được chưa nha. Nó không nhận được là mình mất gần cả 100.000 nữa các bạn ha. Phí đồ này nọ lung tung hết. Chuyển tới chuyển lui ha. Rất là tốn tiền. Rồi. Quay trở lại đây. Các bạn thấy ok chưa? Như vậy là ETH mình đã nhận được 1.46 đô ha. Ok rồi. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta hãy kết nối ví các bạn để chuẩn bị sẵn nha. Rồi bây giờ các bạn hãy quay lại cái app AVV các bạn. App Avive nha. Chúng ta làm sẵn luôn các bạn nha. Rồi các bạn đi vào đây. Nhớ nhận cái này nè, màu xanh lên là bấm nhận cho mình. Xanh là bấm nhận nha. Bấm nhận đi. Chứ không là nó ngừng á, nó không đào. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào sự kiện nha. Rồi bấm vào cái sự kiện cuối cùng nữa các bạn. Bấm vô đây. Bấm vào kiểm tra ngay, bấm ít ha. Hơi rắc rối các bạn, có thể là các bạn nhớ cái đường link web hồi nãy các bạn vô cũng được, mình quên rồi nên mình phải vô lại như vậy thế này ha, hơi chậm xíu. Rồi các bạn thấy cái đường link nào, đường link nè, bạn bấm vào đó để chuyển sang cái AVV profile nha. Rồi sau đó các bạn đăng nhập thì hồi nãy mình chỉ rồi ha. Bây giờ các bạn hãy bấm cho nó ra bên ngoài trang hệ thống luôn các bạn nè, cho nó ra là mở trên Chrome đi cho nó dễ sử dụng nè, đang trên Twitter mà. Rồi sau đó các bạn bấm connect giúp mình nè. Rồi các bạn chọn MetaMask ha. Rồi sau đó các bạn tiếp tục chọn MetaMask nha. Rồi các bạn xác nhận để cho nó kết nối vào. Có không 1 phẩy mấy đô thôi các bạn thì chúng ta kết nối luôn đi. Đó, rồi. Số dư. Rồi bấm kết nối nha. Đã kết nối thành công. Rồi. Ha. Này input nickname như đây là không bấm được nữa ha. Rồi coi như là các bạn cái đó thành công rồi đó các bạn ha. Chờ bập thôi. Rồi các bạn cứ làm như vậy trước đi ha. Rồi sau này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn nhé. Để ngày mai ok thì mình hướng dẫn tiếp các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì có thể bình luận dưới video các bạn nha. Và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký cái app AVV này và cái sàn SuperX các bạn nha. Và đăng ký kênh YouTube để nhận thông báo mới nhất. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.